Hello các bạn, mình là Thành Casi, đẹp trai nhất FIFA đây. Ok, thì trong cái video ngày hôm nay, bọn mình có gặp một tem xài đồ các bạn ạ. Và tổng số chuỗi của tem này cộng lại là 23 các bạn nhá. Phải nói là cực kỳ căng luôn anh em ạ. Trong cái trận đấu ngày hôm nay nhá, đầu tiên thì tem xài đồ thắng bọn mình với tỷ số là 3-0. Nhưng mà sau đó thì mình cùng với lại Caslo đã cầm A-Dub lên và lật kèo cực kỳ là căng luôn anh em ạ. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ có câu hỏi để cho các bạn có thể nhận phần quà, đó chính là 110 kim cương dành cho hai bạn trả lời đúng và may mắn các bạn nha. Các bạn phải nhớ là xem hết video, bấm like và đăng ký kênh thì câu trả lời của các bạn mới được tính các bạn nha. Nhớ là làm đủ các bước thì câu trả lời của các bạn mới được tính. Còn nếu như các bạn trả lời đúng mà không làm đủ các bước thì các bạn cũng không được tính các bạn nha. Ok, dành cho hai bạn trả lời đúng và may mắn nhất các bạn nha. Ok, thì câu hỏi trong video ngày hôm nay sẽ là: đố các bạn biết là mình đã bắn được bao nhiêu kill bằng A-Dub các bạn nhá. Ok, bây giờ các bạn hãy cùng đến với cái trận đấu ngày hôm nay nào, cực kỳ căng nha anh em ơi. Ok, let's go. Cái bọn vừa nãy no rival ấy, cái yêu thơ gì này em. Sao cứ mình cầm A-Dub lại gặp nhỉ? Cái bọn mà thằng Lucas Slow vào ông bảo là nó hành anh cái gì đây? Đấy, mày bay đây đầu chưa? Mày đòi ăn thành Kasi, mày đòi ăn thành Kasi. Không sao, bọn có con nhỏ yêu thơ là chơi đồ thôi, còn mấy kia không lo. Cắn kìa. Chơi game mà chơi cắn rồi. Đứng ngay sau luôn. Ở con yêu thơ nó chết rồi, không sao. Rồi Cathalo đi đâu rồi? Cathalo đi luôn rồi. Mick đi Campuchia rồi. Thuôn, làm sao thắng được anh em? Có bắn tên mình có tỉa mà. À chỉ luôn. Chơi nó luôn. Đấy. Ai chơi rồi, ơi. Đấy, sao lưng cắn. Yếu, còn đó yếu rồi. Ôi anh bị nó cắn này em ơi. Nó cắn chết luôn rồi. Con yêu anh thơ này. Ui. Sao đồ à? Không sao. Một A-Dub này. Một A-Dub luôn rồi. Cứu tao. Rồi chạy rồi. Thật trâu quá rồi, ghê được rồi. Mở chết 3 thằng á. Rồi. Bay đâu. Cứu nó. Đây. Ơ kìa, đến kìa. Anh em ơi. Ngay đây. Má. Ơ trời ơi. Toàn học làm gì được luôn á. Bắn toàn đồ nhỉ, bọn này bắn gống quá anh em ạ. Gì anh em. Rồi. Ôi hơi tốt. Sao cái trận anh cầm A-Dub nó mới vào nhỉ, nó mới đá nhỉ. Đó. Ôi, chạy sang nhà luôn này. Ui. Nó còn nặng nữa. Rồi. À, xử lý A-Dub hay quá. Thành ơi. Mày quá là tuyệt vời luôn. Ơi, không sao. A-Dub HT nhanh lên, A-Dub. A-Dub. Rồi ok. Anh em thấy mình xử lý pha A-Dub này đỉnh không? Quá đỉnh kia chứ anh em. Nó chuẩn bị lên cầu thang nó cắn anh này. Đu bên này luôn này. Mày kê cầu thang nha Tiến này, mày kê cầu thang cho anh. Dạ có tỉa.
kìa, mắng là đứt gì ba giá vậy. À, nhà gõ. Ừ, hả, bây giờ chưa có kill nữa, thằng nó đang không? Đúng rồi, thằng Tiến cứ kè đây cho anh, thằng kia yếu rồi. Ê, qua bắt thằng Adip bên nhà đó luôn mày, hiểu không? Ở đây Adip đó, Adip ở dưới. Tiến nó lên là Tiến này. Nhà lên, nhà lên, 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 lên. Chạy ra ngoài nè, nó yếu rồi, nóng rồi. Xuống Tiến này, xuống Tiến này. Mày chơi nghe, xuống này. Mày thấy không Tiến, mày thấy không mày? Mày là sao đá like anh được Tiến, đá like sao ăn được? Mày thấy không Tiến, mày thấy không? Mày thấy không? Mày thấy anh bắn như thế này mà mày đòi đá like à mày? Like đi anh em ơi, 100 like cho cháy nào, nãy giờ 400 thằng xem chùa rồi buồn thế. Em lên nhà này, em lên nóc á. Lên nóc á? Em cho cái nóc rồi. Thế, Tiến mày cứ đi theo anh Tiến này. Người vãi à, nó thấy anh Tiến rồi. Một viên rồi. Qua đây Tiến đây. Má thằng kia một viên rồi. Bay đầu. Đủ vậy thành cái gì phải đúc như thần tiên. Như siêu nhân. Các bạn nhìn nó nè, chưa ló nữa. Nó mồi đúc rồi, đẩy nó. Từ anh em cứ bình tĩnh nào. Nó mồi đúc nữa, yếu rồi. Lên. Đó, vào đi anh em, vào. Một đầu. Chạy bên này, chạy bên này. Mày đòi thành ca gì? Ghê chưa anh em? Bắn Adup vậy chứ như siêu nhân này nó đỡ làm sao được anh em? Chỉ chung luôn, lấy cái gì nhờ? Đây nào. Móc nhà nó luôn. Có một thằng đúc nha, bắn anh này nửa cây rồi. Không phải nửa cây mà gần hết bắn. Thằng ơi, gặp cái nó luôn. Được, anh bắn được. Ơi, chết rồi. Tiến. Ở đâu đây? Con mẹ nó. Nó đứng ở đâu bắn mình đấy? Trên nóc mẹ cái con chó là đây. Thì ra mày trên nóc. Tiến qua đi Tiến. Tiến lò mày đừng có lò Tiến ơi. Trời ơi mày lò thật rồi. Hai cái đâu. Chích cái kia chết rồi. Ê. Chích chết rồi. Hay quá. Like anh em ơi. Like đi anh em. Mà chưa có cái trận nào mà nó hay như thế này luôn anh em ạ. Chuyện này căng quá thằng ơi. Quá khét anh em ơi.